Xin chào các khán giả của chương trình Xe 102. Có nhiều khán giả thắc mắc là một chiếc xe ô tô thì có thể dùng trong bao lâu và khi nào thì nên bán nó. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này ngay bây giờ. Theo quy định tại Nghị định 95/2009 NĐ-CP thì niên hạn sử dụng của xe ô tô cụ thể như sau: không quá 25 năm đối với xe ô tô chở hàng, không quá 20 năm đối với xe ô tô chở người, không quá 17 năm đối với xe ô tô chuyển đổi công năng từ các loại xe khác thành xe ô tô chở người trước ngày 1/1/2002. Đó là trên lý thuyết, còn thực tế có rất nhiều yếu tố liên quan trực tiếp đến hạn sử dụng của ô tô của bạn. Đầu tiên, đó là yếu tố liên quan đến quy định của nhà nước về khí thải ra của ô tô. Nếu như quy định này nghiêm ngặt hơn thì chiếc ô tô của bạn cũng không thể sử dụng được. Nếu bạn cố ý sử dụng mà bị phát hiện thì ô tô đó sẽ bị tịch thu, đồng nghĩa việc chiếc xe của bạn hết hạn sử dụng. Yếu tố thứ hai là giá thành. Một chiếc xe vẫn có thể sử dụng nhưng phải sửa đi sửa lại khiến cho chi phí còn vượt quá cả giá tiền mua một chiếc xe mới. Tôi nghĩ rằng trong trường hợp đó, nhiều bạn muốn bán chiếc xe cũ đi để mua một chiếc xe mới. Tuy rằng là chiếc xe cũ vẫn có thể sử dụng được nhưng giá thành quá cao, không hợp lý, có thể coi nó hết hạn sử dụng. Tốc độ tụt giá của một chiếc xe thông thường trong 3 năm đầu tiên mỗi năm khoảng 15%, từ năm thứ 3 đến năm thứ 6 mỗi năm khoảng 10%. Nên mặc dù quy định một chiếc xe có thể sử dụng 25 năm, 20 năm hay là 17 năm, nhưng trên thực tế thì sau khi dùng khoảng 10 năm là người ta đã muốn bán lại hoặc là chuyển giao cho người khác. Vậy thì một chiếc xe ở độ tuổi nào thì nên bán ra? 10 năm thì rất là khó bán, bởi vì một chiếc xe đã sử dụng thời gian quá dài, mà theo quy định thời gian còn lại có thể sử dụng nó thì không được bao lâu nữa. Và một chiếc xe như vậy lại có nhiều vấn đề xảy ra hay phải sửa chữa và tốn thêm chi phí, nên 10 năm là khoảng thời gian khá khó bán. Khoảng thời gian từ 3 đến 6 năm, nếu như không xảy ra va chạm hay là tai nạn lớn nào, thì đó là một độ tuổi khá là phù hợp để bán ra. Một chiếc xe đã sử dụng 3 năm thì tương đối là mới và giá thành bán ra lúc này cũng tương đối là hợp lý. Còn một chiếc xe mà đã sử dụng 6 năm thì có mức giá khá là phù hợp với những người mà có tài chính hạn chế. Và thường đó là trong phân khúc những người mua xe cũ hay mua ở dòng xe từ 3 đến 6 năm, nên nhu cầu khá lớn và dễ dàng bán ra. Nếu bạn muốn mua một chiếc xe đã qua sử dụng thì bạn hãy lưu tâm đến một số yếu tố. Đầu tiên đó là tuổi thọ của chiếc xe. Thứ hai là lượng khí thải nó thải ra có phù hợp với tiêu chuẩn khí thải của Việt Nam hay không. Và thứ ba, một chiếc xe cần phải đảm bảo được thường xuyên bảo dưỡng để có thể vận hành an toàn và hợp lý. Nếu như các bạn muốn tham khảo về cách sử dụng xe cũng như bảo dưỡng xe thì hãy like, subscribe chương trình của chúng tôi nhé để nhận những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Chiếc xe vẫn có thể sử dụng được, nhưng nếu phải sửa đi sửa lại lặp lại nhiều lần như thế khiến cho giá của chiếc xe phải bỏ ra nhiều hơn, và bạn cũng không mong muốn như vậy ở lại luôn. Chi phí quá cao.